chào mừng tất cả anh em đến tới kênh youtube thông quay lóc kênh giải trí bậc thầy đi bộ tác giả đỗ trí hùng những ngày gần đây cõi mạng ồn ào về hình ảnh một nhà sư đi bộ nhà sư này có pháp danh thích minh tuệ vài người trẻ tuổi phản biện kiểu đi bộ suốt ngày thế để chứng tỏ điều gì tự làm khổ mình để thành phật chăng nếu ai cũng đi khất thực thì ai sẽ lao động đất nước này sẽ đi về đâu cái kiểu đặt câu hỏi này dù rất tôn trọng lớp trẻ học nhiều hiểu rộng tôi vẫn phải thốt lên sao mà ngu lấy ngu để ngu không để đâu cho hết ngu vậy trời hỏi thế chắc khi xem messi đá bóng lại thốt lên ai cũng thần tượng rồi học theo messi đi đá bóng hết rồi lấy ai lao động làm ra của cải vật chất. Đất nước sẽ đi về đâu hả ông dời? Rồi khi xem phim lại thang, ai cũng thần tượng học theo Trấn Thành làm phim, thì lấy ai lao động sản xuất làm ra của cải, đất nước sẽ đi về đâu hả dời? Rồi thậm chí đến nhà toán học hay nhạc công thiên tài cũng bị tra hỏi, nếu ai cũng thần tượng rồi học theo ông Ngô Bảo Châu, ông Đặng Thái Sơn. Cứ suốt ngày ngồi làm toán với chơi đàn, thì lấy ai lao động sản xuất? Đất nước này sẽ đi về đâu hả dời? Thế giới cổ kim có nhiều nhân vật vĩ đại, nhưng có ba ông được lịch sử tư tưởng đánh giá ngang hàng, chính là Socrates, Chúa Jesus và Đức Phật. Ba vị này sẽ lưu danh đến muôn đời như ba bậc thầy thức tỉnh loài người khỏi cõi u mê tâm tối. Dù đến nay, hàng ngàn năm đã trôi qua, nhân loại chưa hẳn đã thức tỉnh như mong muốn của họ thì ít nhất nhờ họ mà nhân loại giả từ kiếp cầm thú và cả ba vị này giống nhau y chang ở chỗ họ không có nhà cửa không cần nhà cửa họ không có chức vụ và không cần chức vụ thậm chí họ chẳng cần cả món ăn theo nghĩa hốc đẩy tể lấy ngon miệng như quý vị bây giờ và họ cứ lang thang đi bộ khắp nơi đi suốt ngày nên nhớ trong ba vị thì một vị từ bỏ cung vàng điện ngọc từ bỏ ngôi báu một vị được mệnh danh người thông minh nhất Hy Lạp đã từng được mời làm quan, được ban ghế thủ lĩnh hội đồng tư vấn cho chính quyền, và vị nữa thì các tín đồ xin được quyên góp xây điện để ngài ngự và giảng đạo. Nhưng, các vị ấy đã chọn lăng thang đi bộ, ăn uống tạp nham, mang trời chiếu đất, để làm gì vậy? Và, loài sâu bọ luôn có câu trả lời thay cho sư tử, bằng cái bụng của loài sâu bọ, thế mới buồn cười về sự đi bộ bền bỉ thì socrates là người đi ít nhất ông chỉ loanh quanh trong thành athens và tháng đôi lần vẫn rẽ về nhà để nghe vợ chửi người đi thứ nhì chính là chúa Giêsu thời kỳ đầu ngài chỉ giảng bài quanh vùng galilea phía bắc israel ngày nay và vài chuyến đến jerusalem im tức jerusalem và không xa hơn đứng đầu trong ba vị chính là đức phật ngài quả nhiên có sức lực vô biên cả sự nghiệp hoàng pháp của ngài ngài đã băng qua đồng bằng sông hằng bao la qua vương quốc kosala thuộc nepal hiện tại